Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị trở lại với chương trình của chúng tôi. Hôm nay Minh Nhật cảm thấy rất vui khi đọc được một tin tức và muốn chia sẻ ra cho nhiều người cũng được biết. Đó là trên báo Dân Trí vào ngày 17 tháng 5 năm 2019, tức là hôm nay, đã đăng tải một bài viết với tiêu đề "Băng trộm chỉ mặt công an nói, mày mới là cướp". Có lẽ nhiều người cảm thấy tiêu đề này đã hay, nhưng chúng tôi không những thấy hay mà còn đúng. Hay bởi vì là cái thái độ của những người tham gia vào vụ trộm cướp quay lại chỉ mặt đồng đội của mình mà nói mày là cướp. Có lẽ có một sự sai sót nào đây khi không thảo luận với nhau để rồi đồng đội vạch mặt xem lưng cho nhau. Câu chuyện nó xảy ra như thế này. Khi bị các đội trinh sát đặc nhiệm đuổi theo và truy hô cướp cướp, thì tên chủ nhóm tội phạm quay sang tối ngược, mày mới là cướp, để người dân phân tâm không biết đâu là cướp, đâu là trộm. Thế là băng cảnh sát cùng băng nhóm này ở giữa hai sự gọi là phân tâm, bên nào cũng bị và cũng gọi nhau là cướp, là trộm. Băng nhóm này là chuyên giả hành khách để trộm tài sản của người đi xe buýt và khách. Và đội đặc nhiệm tham gia vào vụ bắt này đó là đội đặc nhiệm của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Cái điều mà trớ trêu này đó là những tên trộm, những người mà trộm đồ đạc của những hành khách, của lơ xe hay là của những người tham gia giao thông, lại chỉ mặt ngay những cái người đang tham gia vào vụ bắt giữ họ đó. Dĩ nhiên những người đó mặc thường phục, nhưng rõ ràng có lẽ là nhiều người nghĩ rằng là đây là một cái kịch bản mà chưa khớp ở chỗ đó là những tên cướp chưa biết được rằng đây là đồng đội mình, còn công an thì chưa biết được rằng đó cũng là đồng chí của mình. Nhưng có lẽ là một sự thật còn đắng cay hơn qua cái sự cười đó, đó chính là công an đích thị là những kẻ cướp. Những tên trộm, những tên cướp của hành khách, những người đó thật đáng khinh bỉ và thật đáng thương. Vì đúng thật là họ là những người mà gây ra tội ác cho người dân, họ là những người phạm tội thật sự. Cả xã hội khinh ghét họ, điều đó rất đúng. Và việc bắt những tên tội phạm đó là điều đúng. Chúng tôi không hề cổ suý cho những hành vi vi phạm pháp luật và không cổ suý cho những hành vi trộm cắp. Nhưng cái câu nói của tên trộm nói mấy viên công an mày mới là cướp, chúng tôi nghĩ không chỉ là đúng kể cả nghĩa đen, nghĩa bóng, mà còn đúng cả nghĩa đen. Nó không còn phải là cái câu để làm người ta phân vân nữa, mà hiện nay người ta nói rồi. Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Mà bây giờ quan là công an, thế nên người ta sửa thành con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là cớm, cướp ngày công an. Cớm và công an cũng là một. Và những tên trộm chỉ ăn trộm vặt vài ba đồng bạc đã bị bỏ tù, nhưng những công an là những người cướp cả cơ nghiệp của người ta, cướp cả cuộc đời của người ta, cướp tất cả những gì có thể cướp, và cướp một cách công khai, một cách hợp pháp, cướp một cách dã man, trong một tiếng cười ngạo mạn của những kẻ có quyền và có tiền. Đây không phải là một lời vu khống, nó là một thực tế mà chúng ta có thể nhận ra rằng những vụ đại án là hiện nay là vậy. Hay ai có vào các cái trại giam thì mới biết công an là những người ăn cướp của những thằng ăn trộm. Người ta cướp một đồng thì công an cướp hàng tỷ đồng. Người ta cướp hàng triệu thì đây cướp lên hàng ngàn tỷ đồng. Bài học minh chứng rất rõ ràng trên báo chí ngày hôm nay, nếu ai vẫn còn theo dõi thì biết. Từ những vụ như Nhật Cường Mobile mới đây bắt, hay là vụ của Tân Thuận ICB, hay là các đại gia ngân hàng, hay là những người lãnh đạo như là Đinh La Thăng, họ cướp cả hàng ngàn, hàng chục ngàn tỷ đồng của người dân, tiền thuế của người dân. Họ cướp trong máu, trong nước mắt của người ta mà người ta không biết, và còn phải bắt người ta kêu mình là ân nhân, là người làm ơn cho họ, phải ban phát ân huệ cho họ. Thế nên là khi mà chúng ta cười về cái sự gọi là hay ho của anh cướp khi nảy ra cái ý tưởng và để làm cho người ta nhiễu loạn thân tâm đó, thì thật sự nó là một cái điều mà làm cho chúng tôi, những người mà theo dõi thời sự, biết rằng đó là một thực tế đau lòng.
Những anh trộm sau khi bị bắt đúng là mặt mày bầm tím vì bị đánh đập. Đã chụp hình trên báo Dân Trí, quý vị có thể dễ dàng theo dõi. Hai đối tượng bị tạm giữ là Hồ Chí Vũ, 32 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, và Trương Quốc Tuấn, 40 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức. Trong đó, Vũ được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu. Hồ Chí Vũ đã bị đánh bầm cả mắt, tím cả áo, xoạc cả áo và đầu tóc bơ phờ khi vào trong công an phường. Anh ta xứng với những gì anh ta chịu. Thế nhưng mà cái điều mà anh ta đã tuyên bố giữa mọi người và chỉ mặt những người làm công an, điều đó là điều không hề sai một chút nào. Địa điểm về tin tức này, chúng tôi muốn cho quý vị biết, vào hồi đầu tháng 3 và tháng 4 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin tố giác tội phạm của người dân về việc bị móc túi, trộm cắp trên xe buýt, xe khách dọc trên quốc lộ 1 thuộc địa phận quận Thủ Đức và quận 12. Nắm bắt tình hình, đội hình sự đặc nhiệm lập án mang bí số 419T khẩn cấp triệt phá. Sau thời gian theo dõi, ngày 15 tháng 5, các trinh sát phát hiện Tuấn cùng Vũ đi cùng xe máy từ quận 12 ra quốc lộ để hành nghề. Khi tìm ra con mồi là một phụ nữ đang loay hoay chất đồ trên xe máy, Vũ vừa xuống xe ra tay nghĩa hiệp, rồi sau đó tiếp cận móc túi, lấy đi chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Bắt tại trận, tổ trinh sát đặc nhiệm liền truy đuổi và truy hô cướp cướp nhằm kêu gọi trợ giúp của người dân. Lúc tổ trinh sát ép sát khiến Vũ ngã xuống đường, hắn đánh liều quay sang tố ngược trinh sát: mày mới là cướp, nhằm đánh lừa người dân không biết đâu là cướp, đâu là cảnh sát. Trinh sát sau đó rút súng bắn chỉ thiên và bắt Vũ ở đường Vườn Lài, quận 12. Riêng Tuấn tăng ga bỏ chạy nhưng cũng bị tóm sau đó. Những người này đã có tiền án tiền sự và là những người đã cướp đồ đạc của người dân, họ xứng đáng bị bắt. Như chúng tôi đã nói từ ban đầu, đây quả thật là những người mà làm cho người dân cảm thấy hoang mang. Nhưng khi nghĩ lại, cả cái xã hội này, vì sao lại có thể xảy ra tình trạng cướp nhan nhản như vậy? Bởi vì ngay từ trên ghế học đường, ngay từ mầm non, người dân đã sống chung với tình trạng cướp. Từ những ly sữa, từ việc điểm, từ việc chấm các bài thi, người dân không có tiền thì bị cướp đi cơ hội, không biết nhanh chóng để mà đút, để mà lót, để mà hối lộ, thì họ rơi mất cơ hội để tạo dựng một cuộc đời đáng sống. Những người ăn trộm, ăn cướp đó thật sự họ đáng để bị trội tội, nhưng họ cũng là người đáng để thương. Chỉ một chiếc điện thoại, và dĩ nhiên đây là khi bị bắt, trong quá khứ họ đã cướp được nhiều, nhưng có so lại đi nữa thì họ cũng không được một phần ngàn của những người ăn cướp mà trên danh nghĩa là những lãnh đạo của chúng ta. Nợ công tăng cao, người dân chất thêm tiền thuế, đóng thêm bao nhiêu khoản phí, chỉ một con gà mà tới 43 loại phí, chỉ một cái áo mặc từ Trung Quốc mà cũng gánh bao nhiêu loại phí, loại thuế. Đi ra đường không biết bao nhiêu là thằng cướp, mà có những thằng cướp áng ngữ một cách công khai, lập cổng chắn đón mọi người, đó là cướp BOT. Đi một đoạn lại có BOT, trạm thu phí. Những hình thức đó cũng là những hình thức cướp, nhưng được pháp luật bảo kê và bảo hộ. Những người đang cầm quyền hiện nay, hãy thử hỏi, liệu chúng ta có thực sự sống như những con người cần phải sống? Chúng ta có tạo ra một xã hội an toàn thật sự hay không? Hay là nơi thôn xóm, nơi làng quê, nơi quận, nơi huyện của chúng ta thường đè đầu, ức hiếp những người khác, cướp miếng cơm của những người khác. Chỉ những người đi bán hàng rong trên phố cũng phải đóng tiền mãi lộ, đóng tiền phường, tiền kèo, đủ thứ loại tiền của họ. Đó chẳng phải là một hình thức ăn cướp thì là gì? Thế nên nó chẳng phải oan cho những trinh sát tham gia nhiệm vụ bắt mấy tên trộm là cướp, mà nó đúng cho cả một cái hệ thống này. Chúng ta thật sự buồn bởi vì những người thực thi pháp luật lại chính là những người vi phạm pháp luật nhiều nhất và ở mức độ sâu xa và tinh vi nhất. Nó là một cái xã hội mà nơi đó pháp luật không còn phải thượng tôn, mà bất kể người nào có quyền có tiền, nhất là những quan chức, những con ông cháu cha, họ có thừa cơ hội và đồng thời họ là những người phải nói rằng
nắm giữ tất cả các cái hầu bao của mọi người. Họ sẵn sàng siết cổ một người đi bán vé số, đi bán hàng rong mà không đóng cho họ vài trăm ngàn tiền phí. Họ sẵn sàng loại tất cả những ai không có tiền để chung chi cho họ, để rồi sau đó các dự án họ cướp trắng của người dân, lập ra các công ty ma để đón nhận tất cả các cơ hội, cướp đoạt cơ hội của người khác. Đồng thời không những vậy, họ còn cướp vợ, cướp chồng, cướp người dân, đúng như khẩu hiệu mà Đỗ Mười đã kêu gọi khi ngày xưa kêu gọi các thanh niên nhập ngũ để xâm chiếm miền Nam. Điều đó đang xảy ra trong xã hội của chúng ta, và đó là một điều đáng báo động. Khi trộm với cướp đều là những kẻ song hành, đều có thể coi là những người đồng chí đồng đội của nhau mà không hơn không kém. Và ở một mức độ nào đó, những kẻ nhân danh pháp luật, những kẻ đã cướp mà còn dở lời lẽ đạo đức thì lại còn đáng khinh bỉ hơn những tên trộm ở ngoài đường. Những kẻ trộm vặt đó đáng bị xử tội, thì những kẻ ăn cướp hàng ngàn tỷ của người dân có đáng bị trừng trị hay không? Xin quý vị hãy để lại cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị trong phần bình luận bên dưới. Xin cũng hãy nhấn nút like, share và đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.